Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh ô tô cũ Mê Linh. Và hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2007, xe nhập khẩu Hàn Quốc. Và chiếc xe này hiện đang có tại cửa hàng và chào bán cho quý vị và các bạn chỉ có 125 triệu. Bạn nào có nhu cầu sử dụng một chiếc xe nhập khẩu đời 2007, đời cao, xe đẹp, không taxi, dịch vụ, không khoan đục các bạn nhé, thì các bạn hãy liên hệ với mình. Và con này mình chào bán cho các bạn là chỉ có 125 triệu, bạn nào alo cho mình các bạn nhé. Và kính thưa quý vị và các bạn, xin mời các bạn chúng ta quan sát tổng thể hình thức bên ngoài của xe. Trước hết chúng ta quan sát đó là xe được trang bị lớp sơn là màu bạc. La răng thì la răng vẫn là răng theo xe, la răng thường các bạn nhé. Và một dàn lốp là lốp đẹp, một dàn lốp gần như là mới luôn. Và đăng kiểm xong các bạn nhé. Điều hòa thì mát. Xe được trang bị đuôi gió cũng như là đèn hậu, đèn pha của nó xe còn đẹp, còn zin. Và xe được trang bị cả đèn phanh trên cao các bạn nhé. Biển thì đẹp, con này là biển Dit 68 này, Lộc Phát các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu sử dụng một chiếc xe chỉ có nhỉnh hơn 100 triệu thì chúng ta không thể bỏ qua. Đó là một mẫu xe, đó là Kia Morning, lồi đồng cối đá để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Và các bạn quan sát tổng thể xe thì nó được trang bị nước sơn là màu bạc, bọc là màu bạc các bạn nhé. Tổng thể sơn xi sạch đẹp, nó được trang bị là xin nha tai cũng như để đèn pha, đèn đỗ, đèn dừng của nó là còn đẹp. Các bạn quan sát đặc trưng của đời 2007 thì nó là dạng đèn hình thang, nó kết hợp tức là 3-4 chức năng ở trong đấy, đó là xin nhan, đỗ dừng, pha cốt các bạn nhé. Và đèn gầm thì nó được trang bị đôi đèn gầm ở dưới. Và chiếc xe này thì lốp, thì các bạn quan sát của xe thì lốp kể ta đông lốp vẫn còn này đấy. La răng theo xe thì nó vào đây, các bạn quan sát lốp đẹp. Thân vỏ thì các bạn quan sát nó được trang bị lẹp cửa mạ crôm và ba bô lê, thân vỏ đẹp các bạn này. 125 triệu có da lộc cho các bạn nhé, xe tư nhân. Và đèn nó là đèn zin. Và con này mình chào bán cho quý vị và các bạn chỉ có 125 đấy. Các bạn quan sát này, tổng thể sơn xi sạch đẹp, sơn xi sạch đẹp. Các bạn quan sát đằng trước đằng sau của xe cứng cáp đẹp đẽ các bạn nhé, cứng cáp đẹp đẽ luôn. Thì các bạn quan sát cho mình một chiếc xe rất là cứng. Và nó đây thì các bạn quan sát tổng thể bên phụ của xe, về thân vỏ nó đẹp các bạn nhé, thân vỏ đẹp. Và các bạn quan sát cho mình thân vỏ đó là không lỗi, và thân vỏ bên lái của mình cũng rất là ok. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát tổng thể xe để đánh giá một chiếc xe còn khá là tốt để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Và một chiếc xe như này thì mình chào bán cho quý vị các bạn lại cửa hàng ô tô cũ, giá rất phù hợp. Nội thất zin các bạn nhé, ghế lỉ theo xe. Ghế lỉ theo xe, keo chỉ zin, các bạn quan sát là keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, không khoan đục các bạn nhé, xe không khoan đục một tí nào luôn. Keo cột zin các bạn nhé, các bạn quan sát keo cột zin, không mất một phân đoạn keo cột nào cả. Đấy, đây, các bạn quan sát này, keo cột zin luôn. Một chiếc xe Kia Morning đời 2007, form cuối cùng để nó lên form mới các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu sử dụng một chiếc xe ok liên hệ bên mình, rất là bình thôi. Và đây thì ghế thì các bạn quan sát là ghế lỉ theo xe, vẫn ghế lỉ theo xe các bạn nhé. Đặc trưng những dòng xe Nhật thì ghế lỉ của nó rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn quan sát này, trần nó đây, trần sáng sủa các bạn nhé. Cửa êm đây. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đằng sau của xe. Đằng sau của xe thì các bạn quan sát đèn nó đèn vẫn còn đèn zin này. Đèn zin này. Biển số đẹp các bạn nhé. Biển số đẹp này. Đấy, các bạn quan sát. Và nó có đèn phanh trên cao các bạn này. Đấy, chúng ta đạp phanh thì trong này nó sáng các bạn nhé. Là đèn phanh trên cao. Đây, các bạn quan sát này.
Đấy. Và phần sạc cốp các bạn quan sát này. Đồ đủ các bạn nhé. Cốp đẹp này. Đấy. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát keo chỉ cánh phụ này. Táp ly táp lô đẹp này, không khoan đục các bạn này. 125 triệu có bớt cho các bạn này. Đây các bạn quan sát này. Các bạn quan sát này. Keo cột các bạn quan sát này, keo cột zin này. Rồi. Táp lô các bạn quan sát phần táp lô đẹp này. Không khoan đục các bạn nhé. Và nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Và nội thất âm thanh của xe thì các bạn quan sát là nội thất của xe nó chỉ có một cái đầu đọc thẻ, đọc thẻ USB các bạn nhé, và radio FM hãng của hãng JBC. Ghế đẹp. Và dòng này thì các bạn quan sát là nó có trang bị về xin chân tay các bạn nhé, trang bị xin chân tay. Và đèn của xe thì cứng cáp đẹp luôn, sáng sủa. Nó đèn zin các bạn này, đèn Korea của Hàn Quốc này. Rồi các bạn quan sát. Ok, rất là đẹp luôn. Xin nhan tai đây. Và gương của xe này trắng trong vắt các bạn nhé. Đây, sản xuất 2007 các bạn nhé. Và nội thất của xe thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến kính điện này. Ok. Và các bạn quan sát phần coi, vô lăng của số, ghế ra của số. Và nội thất của xe thì các bạn quan sát này, con này nó chỉ trang lại cái đầu đài này thôi. Và đàm thoại rảnh tay, có chế độ đàm thoại rảnh tay các bạn nhé. Đấy. Rất ok. Đây, các bạn quan sát này. Giá như là một chiếc xe máy thôi các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát phần máy này. Biển rất là đẹp luôn. Máy thi thầm. Máy thi thầm các bạn nhé. Máy ngon các bạn ơi. Đấy các bạn quan sát là máy lổ rất êm. Rất êm các bạn nhé. Con xe này nó chỉ tầm tiền như xe máy thôi. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe này thì alo cho mình. Và để được tư vấn cũng như là được biết về thông tin chiếc xe. Và bạn nào có nhu cầu sử dụng những chiếc xe đời 2017 các bạn nhé. Mình có xe đời 2017 này. Đấy, Kia Morning 2017 này. Xe nhập 2010 này, có video rồi các bạn nhé. Xe nhập khẩu đời 2010 này. Con này mình đã có video này. Và Vios đời 2011, à đời 2004, Vios G các bạn nhé. Vios G đời 2004 này. Và Altis các bạn nhé. Altis đời 2005 này. Toyota Altis này, xe xịn luôn. Đời 2005 các bạn nhé.
Và bên trong này mình có Mazda này, Mazda này, GS 2010 này, Mazda 202 này, và i10. Matiz có hai con các bạn nhé, Matiz tại phía dưới có hai con, và i10 mình có một con, đời 2015 bản đủ này, đời 2015 bản đủ rồi các bạn này. Và bạn nào có nhu cầu sử dụng con này xin alo cho bên mình. Và một lần nữa, ô tô cũ Mê Linh thì rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Các bạn nào có nhu cầu alo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và các bạn hãy đăng ký kênh ở phần nút dưới của mình nhé, để được cập nhật những video mới nhất và bên mình hiện đang có. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.